Thành Trung, Trường Thế Vinh xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Ca sĩ tranh tài. Chương trình Ca sĩ tranh tài được phát sóng trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Ngày hôm nay Thành Trung được đồng hành với một người bạn dẫn, một đối thủ rất đẹp trai, thông minh và dí dỏm. Xin được giới thiệu diễn viên Trường Thế Vinh. Xin cảm ơn. Cảm ơn Trường rất nhiều. Hôm nay em rất là vinh dự khi được đứng đây được dẫn chung với anh. Tại vì em coi như anh nhiều mà. Anh quá chuyên nghiệp với em sợ quá. Em đừng sợ. À, anh thì có thể dẫn chuyên nghiệp hơn em, nhưng anh lại chưa bao giờ ra sản phẩm âm nhạc như em. Cũng đúng. Đúng ha? Đúng. Vậy anh có lo không? Anh lo chứ, bởi vì em đẹp trai hơn anh. Cái đó đâu liên quan. Cao to hơn anh. Em hát hay hơn anh. Thì đương nhiên khán giả sẽ cổ vũ cho em nhiều hơn anh, đúng không ạ? Các bạn hứa rồi đó nha, nhớ cổ vũ cho Vinh nha. Nhưng em yên tâm, anh sẽ lấy sự cân bằng của đội anh bằng cách sẽ mời một ca sĩ thật là đẹp, đẹp gái hoặc đẹp trai về đội anh để bù cho cái phần thiếu của anh. À, bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ xem ca sĩ khách mời đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay là ai. Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau? Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau? Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tìm lại được lúc ban đầu? Hoặc là mình lại càng níu chân nhau, xô ngã đời nhau? Ngày tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi. Lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhẫn tâm đâu màng chi. Rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi. Rồi tan tạ trở về giữa đơn côi, buồn không anh hỡi. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi, tìm về bên em anh mong chấp nối. Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo dạt mây trời, em đã quên anh rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi, một lần phân ly tình xưa sẽ mãi không quay về. Hay quá chị ạ. Cảm ơn em. Nghe chị hát mà chưa bao giờ em chán á. Nghe hát lúc nào cũng cảm giác như là trái tim mình đang thổn thức, đang yêu ai. Cứ mỗi lần chị hát em lại rất muốn yêu. Nên là thôi, em không nghe chị hát nữa không phải là có lỗi vợ em. Còn bây giờ thì còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ca sĩ khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Một người tôi tin những ai đã sống ở thế hệ chúng tôi 8X đời đầu. Idol của em. À, cùng với Trương Thế Vinh. Lúc năm lớp 7 là khi mà nghe nhạc của ảnh là mình cứ phải thuộc hết. Đó. Hết cái băng được. Và bây giờ là lúc chúng ta hãy cùng gặp gỡ người ca sĩ mà chúng tôi rất yêu mến. Đợi
nhẹ một bàn tay. Ba thương con biết dương nào, đặt tên cho con, muốn những điều tốt theo con, mong con ghi nhớ ba mẹ mãi dõi theo, dành trọn cả một đời ba luôn bên con. Dù đường dài chỉ muốn về nhà, để được ở thật gần bên con, cảm nhận được hạnh phúc đây mà. Dành mọi yêu thương, dành mọi hy sinh, chỉ mong sao con lớn khôn. Con sẽ nhận ra một ngày không xa. Thưa quý vị, xin được giới thiệu nam ca sĩ Đan Trường. Em cảm thấy thật sự bây giờ em về đội ai cũng được hết trơn. Tại vì toàn là những người mà em nghĩ là kinh nghiệm trong nghề nè, về tất cả những cái gì đều hơn em hết. Cho nên là hay về đây đi. Sao về, chị thấy em dễ dãi vậy cưng? Dạ. Em phải khó khăn lên tí chứ. Dạ đúng rồi, em không phải là người đàn ông dễ dãi chị. Thần tượng em thì em về với thần tượng em đi. À, cuộc đời là thế chị ạ. Trước những người mình yêu thương tự nhiên thấy mình dễ dãi vô cùng. Dễ dãi quá à. Theo Trường nghĩ rằng là Vinh sẽ hợp với chị Thanh Hà hơn. Tại vì Vinh rất là khéo trong việc mà... Anh nghĩa là em nói người em chị đẹp trai này cũng khéo không vậy? Phải, phải. Tại vì... Dạ. Vinh là rất khéo dành cho phụ nữ. Ý là Trường vậy. Ê, rất là em lại lắm. Càng không khéo dành cho đàn bà như chị nhé. Không, đúng rồi, nãy mới vô cái câu đầu tiên là em thấy anh có lỗi rồi đó nha. Khi mà tôi ngồi trên ghế nhà Trường ấy, thì có hai cái nam ca sĩ vào thời điểm đó làm mưa làm gió ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Và bạn nữ nào cũng có poster của hai anh ấy. Một là anh Lam Trường, hai là anh Đan Trường. Và tôi đã từng dẫn các bạn nữ là tại sao lại cứ yêu quý anh như thế mà không để ý đến tôi. Nhưng mà chị Thanh Hà lại ở một cái lứa tuổi khác, khi mà bắt đầu khoảng ngoài 20 biết yêu rồi, mà yêu đậm sâu rồi, thì nghe những cái bản tình ca của chị thì nó rất là tha thiết trong lòng em. Em rất là thích, nhưng như em đã nói, lúc này em không thể yêu thêm ai, và điều đó là điều không thể. Nên chị đừng ở cạnh em dễ yêu đương lắm. Nghe chị hát là em dễ, tự nhiên trái tim em lại dễ xao xuyến lắm. Nên là thôi. Đúng là em sanh ra để nói. Em nói rất hay. Chị gửi cái thông điệp này tới với cưng, đó là hy vọng là sau cái game này mình vẫn là chị em nhé. Dạ sao vậy này, chị? Một lát mình sẽ đấu với nhau hả? Ở đó, nếu mình có chặt chém gì thì em đừng giận chị nha. Không có đâu. Trời ơi, sao hôm nay tôi lại biết thêm một Thanh Hà đáng yêu thế này. Trời ơi. Quá dễ thương luôn. Vinh có yên lòng không khi mà em sẽ ở đội chị Hà, còn anh ở đội anh Trường? Qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì em rất cảm ơn anh nếu để em về đội chị Hà. Chưa gì là em thấy là yên tâm rồi. Không sao anh. Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vượt ta.
Nghĩa là ngồi bên Trung là không có lo đúng không? Yeah, yeah. Đằng nào nữa em cũng là người cùng quê với chị rồi. Chị vâng. sẽ bảo vệ em. Giờ mình hàng xóm với nhau. Yên tâm đi cưng. Vinh, cưỡng thế còn gì. Nép vào bờ vai của chị Hà đi em. Thôi để em bảo vệ chị. Ai lại nép đó, gì? Đó, đúng đó, đúng rồi đó em. Em bảo vệ chị. Còn anh em mình đây là cái bắt tay để thể hiện. Bắt đầu từ lúc này, mọi tình cảm riêng tư sẽ gạt sang một bên. Chúng ta chỉ tập trung vào trận đấu hôm nay. Cuộc tranh tài để chúng ta tìm ra những giọng ca thú vị nhất để mang tới những giây phút giải trí cho các quý vị khán giả. Trước khi vào cuộc chơi, chúng ta phải gặp gỡ với 8 giọng ca tiềm ẩn, những người mà chúng tôi sẽ phải bằng sự quan sát của mình lựa chọn xem họ hát hay hay hát chưa hay, họ có gì đặc biệt để làm cho khán giả yêu mến và ấn nút bình chọn họ. Trong lúc chờ đợi họ bước ra sân khấu, xin mời các quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình Ca sĩ tranh tài. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 8 giọng ca tiềm ẩn. Wow. Việc đầu tiên chúng ta đang thấy là 8 giọng ca này về mặt ngoại hình là đều rất phong cách. Trước hết là chị Hà, chị đánh giá thế nào? Cái người mà chị thấy là có cái phong cách mà đứng mà nhìn giống chị nhất, tức là chị rất là khép nép và chị rất là e ngại. Nhưng mà khi nhạc lên á thì là mới là chị. Là em mặc cái áo khoác màu đỏ đó. Số 4. Đấy. Em cũng nhìn thấy có vẻ khỏe khoắn như chị, là giọng này chắc cũng là nội lực lắm đây. Cao cho khoác đó. Chị xí rồi đấy nha. Thế hả? Nếu mà để giành chiến thắng chị xí giọng ca nào thì mình chọn giọng ca đó. À vậy hả? Chứ còn Vinh, em thấy sao? Em vô, mới vô bước ra là thấy bạn số 1 là ngon liền với bộ. Vô mặt rất tươi đó. Nhưng mà hát được hay không thì chưa chắc. Quan trọng là các bạn ấy hát như thế nào. Nhưng hát chúng ta cũng không được xem các bạn ấy hát thật, mà các bạn ấy sẽ hát nhép một liên khúc mà các bạn ấy đã thu từ trước. Thời gian dành cho liên khúc của các bạn bắt đầu. Chẳng ai có thể hiểu nổi đôi trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho yêu một người vô tâm. Lời hứa như về sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Số 3 hả chị? Em thấy số 3 là hát có vẻ ok. Vì em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh. Số 2 đang hát á. Mà số 2 là bà hát dở đấy. Vì màu nâu trắng em cần. Tuy nhiên số 6 với số 4 là hoa tuy ước không tàn. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe. Một câu thôi, một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? 3 4 1 3 4 6. Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Thời giờ đây thì lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Giờ em muốn hết mình cho họ đôi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như trái bơ nơi nhớ anh hẹn ngày.
cả bầu trời. Giờ chỉ riêng cho anh và em. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là không hay vui là cười. Em cũng muốn em được như bao người, được anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi em không thể ngờ yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Mạnh mẽ hay là ngốc đây, em không phân định được điều gì đó. Biết ai luôn á, khi em biết ai luôn á. Yêu em đến điên đầu mà anh lại thấy như thế nó rất ngầu. Dù là anh giờ đây phải hóa thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Anh yêu em đến điên đầu mà anh chẳng muốn thấy em phải âu sầu. Nàng là mây, là mưa, là sao, là gió số 1 có vẻ ổn không? Em là bà nội của anh. Mỗi lần mà có một giọng ca nào đó mà chật nhịp là tôi ngó sang thấy chị Hà. Không, nhưng mà chị thấy vui lắm, chị đang hưởng thụ lắm. Em cứ tiếp tục làm nữa đi, nguyên đêm chị cũng không sao mà. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ lựa chọn. Theo em thế này anh Trường ạ, bên kia là có chị Hà là nữ, mà nữ thì anh em phải ưu tiên. Rồi, phụ nữ là lady first đúng không? À, lady first. Rồi, nhận cho nữ chọn trước. Em đừng có hối hận nha. Nhưng mà cái người đầu tiên là người sẽ song ca với chị đúng không? Đúng. Số 4. Mình bây giờ phải chọn một giọng ca nam để hát song ca với anh sẽ nó phù hợp về tông giọng. À, chấm được một bạn, đó là bạn số 1. Số 1. Số 1 nhá. Yeah. Không hối hận. Số 1. Lượt em đúng không? Em chọn bằng số 3. Sao em chọn số 3? Không, em nhìn cái khẩu hình miệng, cái tay khế giật, thấy ghê lắm. Hát rung rồi cầm mic là có tỷ lệ đàng hoàng, âm lượng đồ, canh chỉnh đồ. Ngon lành. Anh tin em. Đừng đâm anh đau với chàng trai. Ok, Hàn Quốc nha. Ở đây có một cái bạn ấy, mà anh nhìn mỗi lần nhạc chuyển bài ấy, trông bạn ấy thương vô cùng. Như kiểu là bước vào phòng thi học kỳ mà quên không học thuộc bài ấy. Thì đấy chính là bạn số 8. Có nghĩa là mỗi lần mà nhạc chuẩn bị vào một cái là bạn thế này này. Nhầm chưa bạn? Anh rất thương em. Số 6 là rất tự tin. Số 6 có nụ cười rất tươi. Anh không biết em hát hay hay hát dở, nhưng khi em đã đủ bản lĩnh đứng ra đây để nhìn thẳng vào mắt những khán giả và những người lựa chọn như anh với anh Trường thì dù có thế nào anh cũng sẽ chọn em. Anh chấp nhận. Chấp nhận. Mời số 6 về đội của anh. Số 6 là cái số mà em rất là muốn chọn luôn á. Thiệt trời. Thôi mình đánh tù tì đi. Rồi. Thôi em mời chị chọn đi. Thôi đánh tù tì đi. Chị đang có hai số mà chị cũng biết. Rồi. Sợ quá. Ok. Chị Hơn thì em... Bạn. Đó chị Hơn chị chọn á. Số 8 mà chị? Số 8 chọn đấy. Số 8. Thiệt luôn hả chị? Thiệt luôn. Ủa? Nói thiệt là em cũng có cái cảm giác giống như là anh Trung á nha. Đây đang diễn rất là tốt. Lừa em đấy. Vì là lừa luôn em luôn á chị. Lừa luôn em luôn. Em thấy mặt lắm la lắm lét kiểu. Anh ơi, bây giờ đến lượt anh ấy. Đang Trường sẽ chọn bạn số 5. Tại hồi nãy anh đã đoán được cái bạn giọng áo đỏ cao này rồi. Thường thường thì người thấp thấp hay có giọng khủng lắm. Thì theo cái quá. Như là anh quyết định chọn bạn số 5. Em làm chương trình ca sĩ tranh tài ấy, là em biết thêm được rất nhiều điều chị ạ. Hôm trước em làm anh Lam Trường ấy, thì anh ấy bảo là những ai mà cặp đùi mà to đó thì thường là hát hay.
Còn hôm nay thì em gặp anh Đan Trường, anh bảo là cứ ai thấp thấp thì giọng khủng. Cho nên em cao em hát chập, cái giờ em làm đứng đây luôn nè. Có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ ra ngoài đường mà cứ gặp đùi to mà chân ngắn thì có nghĩa là hát hay. Như nè em đó. Em chọn đấy. Thôi em nhường chị luôn chị ơi, em thấy. Thôi em đi, tại vì có chuyện gì chị đổ thừa em được. À, bạn số 2. Lý do rất đơn giản, nãy giờ anh Trường anh không, quý Tân không chọn cái bạn kia mà. Không. Có đâu lý do gì em chọn bạn kia. Không, vậy sợ. Em nghĩ là bạn số 2. Cảm ơn em. Chúng mình anh em có niềm tin, đừng đâm anh đau nha em. À, yeah, ừ. Số 7, tôi nghĩ sẽ là một ẩn số. Anh tin em sẽ tạo ra một điều gì đó bất ngờ để làm cho khán giả phải yêu thích mình. Về với anh. Như vậy là hai đội đã hoàn thành xong việc lựa chọn nhân sự để đến với những vòng thi đầu tiên của chương trình. Bây giờ hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên có tên gọi là tích lũy. Chúng ta có 3 lượt thi. Lượt thi đầu tiên có giá trị tiền thưởng là 10 triệu. Bây giờ vì đội của chị Thanh Hà và Trương Thế Vinh là những người lựa chọn giọng ca trước nên cũng sẽ là những người thi trước ở lượt 1 vòng 1. Xin mời. Em mời chị. Chị chọn đi. Em tin chị. Em số 2, em cho chị biết em có thích hát đầu tiên không? Em nghĩ Thanh Hà thì bác chứ không có Hồ Gặp Hà chứ chị. Nếu mà em tự tin vậy thì em lên em mở màn cho chị đi. Em sẽ không làm cho chị thất vọng. Chị chờ đợi giây phút này, em nghĩ sao? Chị có thấy mà nó lo em gì? Em chọn đấy, số này em chọn đấy. Dạ, em lo gì nữa? Nhưng mà thấy diễn quá em lo chị. Này số 2, anh tưởng thế nào về bên đấy em lại hát đầu à? Nếu em ở bên anh kiểu gì em cũng phải hát cuối lượt 1, vòng 1. Em mà đừng coi thường người hát đầu nhé. Phải có một người mở màn mới có người kết thúc nhé. Dạ. Tiên phong rất là quan trọng, đúng. Em hỏi thật lòng chị Hà, chị có nghĩ là số 2 hát hay không? Thì nói thật là hên xui đó. Ngay từ cái lúc đầu mà thấy cái bạn này diễn quá thì cứ đứng như vậy nè. Cái tự tin của em đó làm chị muốn em đấy mở màn. Không, cái bạn này bạn diễn xuất rất là mà tốt nha. Bạn nó nói là không tin để chị thất vọng. Tất cả mọi người ở đây đều nghe. Em nhớ lời nha cưng. Chị sẽ thất vọng theo quan điểm của em. Bây giờ hai anh em mình ra kia lựa chọn. Chúng ta chỉ còn chọn lại 3 số là 5, 6, 7. Cho anh hỏi bạn số 7 là em thích dòng nhạc gì? À, em thích dòng nhạc ballad. Thường thường thì tiết mục mở màn thì phải cần phải nhìn cho sáng sân khấu. Nên là anh sẽ chọn bạn số 7. Cũng gọi là năm ăn năm thua với giọng hát của em. Thì anh hy vọng rằng là em sẽ tạo một điểm nhấn, lấy vóc dáng của mình để chinh phục khán giả nữ trong ngày hôm nay. Dạ anh yên tâm, hàng Việt Nam chất lượng cao. Hồi nãy là anh không chọn em đó. Anh có một niềm tin là số 7 em sẽ tạo ra một điều gì đó bất ngờ cho tất cả những người khán giả ở đây hôm nay. Cố lên số 7. Bao bất ngờ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với lượt 1 của vòng 1 tích lũy. Hãy cùng chào đón số 2 của đội Hà Vinh. Yeah. Em quá tự tin luôn. Nhưng mà anh thấy lo lo rồi đó. Chỉ cần em. Yeah. Với kinh nghiệm của anh trong chương trình thì anh biết là chị Hà sẽ. Em rất là duyên. Em ngừng ngay. Em giới thiệu em đi. Em hãy để cho khán giả yêu em và lồng lộn vì em. Và bây giờ em sẽ có 15 giây để giới thiệu về bản thân của mình. Bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bích Ngọc. Mình là cô gái bán chân gà ngâm xả tắc.
hôm nay mình sẽ cùng các bạn quẩy hết mình trong bài ca sắp tới. Em sẽ không làm cho chị thất vọng. Đoàn đời sao không chung bước, chuyện mình đâu ai biết trước đâu. Thì đoàn đời sao không chung bước, chuyện mình đâu ai biết trước đâu. Hạnh phúc cho ta trở thành một ngày xóa, và mình cũng luôn mang xanh tối. Chuyện mình đâu ai biết trước. Tự tin kinh khủng, sung lắm luôn á. Em đang bắt đầu thấy lo cho chị nha, chị Hà nha. Bởi vì là phong cách của chị Hà lúc nào thế này này. Đấy, mà chắc chắn là trong cái bốn người bên đội của mình phải có một người, hai người hát dở đúng không? Thì cái quyết định đưa cái người hát dở ra trong cái vòng ít tiền nhất là chính xác. Chị quá hay chị ơi. Cái vòng sau cái người hay mới ra và mình mới lượm tiền. Đó là chiến thuật. Quá hay luôn. Mà tinh thần là áp đảo rồi đó. Quá hay luôn. Anh có tự tin không anh? Cái này thì xem lại. Không, anh nghĩ rằng là với cái ngoại hình của bạn, bạn sẽ hốp hồn các fan nữ trong ngày hôm nay. Với những khán giả nữ mê dai đang có mặt trong trường quay. Nếu các bạn nghe thấy lời hiệu triệu của anh Đan Trường và ủng hộ cho nhan sắc bạn số 7 ngay sau đây, nhớ ấn vào nút yêu thích nha. Yêu thích nha. Sao hồi nãy em không nói giống vậy đi? Anh cứ đứng bên cạnh chị nhìn cái gì đâu không mà. Chị phải nói, fan của chị đây rất là đông. Em phải nói chứ. Để dòng sau đi, để dòng sau đi. Dòng sau đi em. Đây là phòng của anh nha. Số 7, xin mời. Xin chào lại của em. Em tự giới thiệu mình là hàng Việt Nam chất lượng cao. Dạ. Theo em tự đánh giá em là dầu gội đầu hay là xà bông? Dạ, em là đầu xả. Nào, cố lên. Hãy làm cho trái tim của mọi người suôn mượt đi em. 15 giây, bắt đầu. Mình tên là Minh Hảo. Công việc hiện giờ của mình là người mẫu, diễn viên và là ca sĩ. Mình rất là thích hát và đi shopping. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Ca sĩ luôn. Không được đâu chị đánh em đi. Tiến rồi, yeah. Go now. Yeah. Lên rồi xuống kìa, lên đi rồi xuống. Tiến rồi, yeah. Go now. Yeah. Lên rồi xuống kìa, lên đi rồi xuống. Dạ anh yên tâm, hàng Việt Nam chất lượng cao. Tôi lòng quen như đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Tôi lòng quen như đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Khó tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển động. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ông lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng vô đơn một lần rồi khỏi cuộc nỗi công. Anh nhìn tin thủy nắng cho ý lúc để trời cảm xúc tôi về nó nằm sống. Anh đã buồn rồi mới em đang nhớ xin chân thấy mi ngày mai tôi ngừng động chỉ một lần thôi.
cho sự yêu đuối hôm nay tôi đợi mong. Người lạ ơi, người nói nỗi an tâm hôm nay được không? Người lạ ơi, xin giúp tôi một bờ vai. Xin giúp tôi một bờ vai. Nghe cái rap thì rất là quen mà cái giai điệu sao nó lạ quắc vậy ta? Các em thấy không? Bạn ấy rap rất hay. Các em hãy thể hiện cái gì mạnh nhất của mình. Đừng hát. Hát không được hát làm gì? Rap lên tận đây rồi. Đang rap thì cứ hát. Kêu nguyên một bài mà chẳng ai cho mượn bờ vai hết á. Không không, bạn số 7 ơi, em yên tâm. Sau này anh hát, em chỉ cần đọc rap cho anh thôi. Thôi được rồi, lượt một là chúng ta hòa nhau. Hòa nhau. Chẳng bên nào có được tiền thưởng cả. Bây giờ thì anh em mình chọn trước đi. Đổi vía đi. Em thì em đang muốn chúng ta có một chút thay đổi để tạo không khí cho chương trình. Em tin chắc bạn số 6 hát hay. Đáng lẽ ra theo đúng tính toán ấy, phải để bạn hát vòng 3 để 30 triệu. Nhưng anh em mình là nghệ sĩ mà, có tiền mà không có cảm xúc thì để em gì? Em muốn số 6 hát vòng này, anh thấy sao? Anh thấy ý nghĩa em cũng đúng. Và thứ hai nữa là anh muốn là giống như là mình xen kẽ lẫn nhau. Vừa rồi là tiết mục đầu của mình là bạn nam rồi, thì tiết mục thứ hai là cần bạn nữ để thay đổi không khí. Thì vòng này anh để cho em quyết định. Anh, yeah, số 6. Ủa lên em. Mời chị. Em có niềm tin ở bạn số 3 và em muốn giữ bạn ấy lại. Còn bạn số 8, ẩn số của chị đó. Không, bạn ấy hát hay đấy. Bạn số 8 đấy nên để hát vòng 3. Theo chị Thanh Hà, chị nhận định là bạn ấy diễn đấy. Vinh ơi, em phải tin đồng đội của mình chứ. Em đã tin một lần. Đang cố tình đấy em. Số 8, chị mời em hát vòng này. Đó, thấy chưa? Cảm ơn chị. Chúng ta về thôi. Hãy cùng xem số 6 của Trung Trường khủng cỡ nào khi đúng tiêu chí của anh Đan Trường, đó là thấp. Xin mời. Dạ, em có 15 giây giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì em là Ngọc Thảo. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và sở thích của em là du lịch, ẩm thực và âm nhạc. Và ngay bây giờ đây thì em xin mời các anh chị lắng nghe ca khúc của em ạ. Chắc chắn hay, nghe giọng tiếng hay. Nói cũng có nhiều nhưng mà chị chỉ gì. Là ngọn gió hay vô tình,
mưa xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe trong xót xa, tiếc thời gian đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa, chợt bừng tình giữa cơn mơ. Giá từ di vang quay lưng, còn vương chi kiếp tội tình. Giá từ di vang xa xôi, lỡ giờ sầu vương mắt ai. Giá từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Giá từ, giá từ dẫu là chẳng có. Nói quá xuất sắc em ạ. À, em hát ok chị Hà hơn cái chương mục vừa rồi của chị thôi, nhưng mà vẫn chưa gọi là nhất nhất. Hãy giới thiệu kỹ hơn một chút. Em hoàn toàn hát bằng bản năng hay em đã được học hành, hay em đã là ca sĩ rồi? Em chưa qua một trường lớp nào hết ạ. Đối với em thì âm nhạc là một cái sở thích, cũng như có thể nói là một niềm đam mê. Tại sao em lại chọn một ca khúc ở thế hệ 8X bọn anh, một trong những ca khúc nhạc trong phim? Đó là một sự ngẫu nhiên. Em chợt nhớ ra ca khúc Giả Từ Dĩ Vãng của chị Phương Thanh. Thì em rất rất là thích ca khúc này từ trước rồi. Nếu như em thích chị Phương Thanh, chắc là em cũng phải thích những cái dòng nhạc của anh Lam Trường, Đan Trường. Đặc biệt những cái bài song ca của anh Đan Trường với chị Cẩm Ly. Em có thuộc một cái bài hát nào đó của anh Trường với chị Cẩm Ly không? Một đoạn nhỏ nhỏ để hai anh em hát song ca một tí cho em giao lưu. Anh trắng mà tôi. Ồ, anh rất là bất ngờ, anh cứ nghĩ là em thuộc dòng nhạc trẻ, nhưng mà em có thể hát được dòng nhạc dân ca. Rồi. Đó. Đứng ở trên đó. Tình anh như nước con sông dài, con nước hồ cho cây trái chỗ đây. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, em bên bồi anh bên lỡ mong chờ. Cảm ơn Thảo rất là nhiều, cố gắng lên. Vâng ạ, em biết cảm ơn anh ạ. Hai anh em sẽ cùng chờ đợi số giây mà bạn số 6 đã có được khi đứng ở khu vực vàng trong tiết mục của mình. Xin mời. Một trăm tám mươi ba giây. Cảm ơn em đã mang 20 triệu về cho đội của mình. Chúc mừng em. Và bây giờ, thưa quý vị, sau đây là một tiết mục, một hiện tượng lạ xuất hiện, một ca sĩ có cặp mắt thần kỳ liếc qua liếc lại khi hát đó. Hãy chờ xem tiết mục của chúng tôi, một chiến binh của chúng tôi, đúng không chị? Dạ, em nói. Em nói hay, nói tiếp đi em. Dạ thôi, em lên khí thế, tại vì tiết mục trước là chị thấy chị sợ lắm rồi đó. Rồi. Em cứ nói nữa đi em. Và sau đây, thí sinh mang con số may mắn số 8 sẽ xuất hiện với chúng ta ngay bây giờ đây. Yeah.
Em biết thế mạnh của em là gì? Là nhảy ạ. Mà hôm nay mình đi thi hát mà em hãy đem tất cả những cái tiếng hát nội lực của em, giọng hát hay của em gửi đến khán giả của em. Chị hãy tin đó em. Em ơi, Vinh nói là em có con mắt số 8 liếc qua đứa lại đó, thì em phải dùng con mắt của em thôi miên khán giả trong đây hết cho anh. À đúng rồi. Em lại dùng tóc luôn, dùng luôn cả giày dép và đúng phụ kiện luôn. Em nhảy xuống đây em hát được. Em bất kể cho chị. Em sẽ cháy hết mình. Đó, hay quá. Yeah. Đó là điều mà khán giả luôn thích những giọng ca của chương trình Ca sĩ tranh tài. Luôn cháy hết mình bằng những gì mình có. Cố lên em, 15 giây bắt đầu. Chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Mai. Mình đang làm việc tại ngành hàng không, tức là ăn hàng và ở không. Mình thích hát. Hôm nay mình sẽ mang đến ca khúc mà mình yêu thích nhất. Mọi người ủng hộ cho mình nha. Rồi em ơi, cháy đi em. Một ngọn lửa hồng ở trong ta. Không phải. Em hãy đem tất cả những cái tiếng hát nội lực của em, giọng hát hay của em gửi đến khán giả của em. Chị hãy tin đó em. Có con đường nào bước qua, có con đường nào bước qua, đến mang em món quà. Cảm xúc quá. Chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Em nhảy đi, em nhảy đi, nhảy quá thật nhảy đi. Con sao mang yêu thương gần anh, dù gì là trong trách con anh. Em sức mạnh tình thường là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau. Bấm đi em. Bóng tròn. Một, hai. Quá cảm xúc. Quá cảm xúc. Âm nhạc lên, nghe một nốt nhạc buồn liền. Đó. Một cái giọng hát cất lên tao như là bồ bỏ vậy đó, hiểu không? Quá cảm xúc. Em à. Hả? Em đó là đội của mình đó em. Thì bây giờ đằng nào thì cũng này, thì em đã thà như vậy mình đã thua rồi còn nói kiểu đó nữa. Em cảm xúc quá. Nhưng mà như chị hay nói bạn hay kia bằng dạ rất là riêng khác, không giống ai đó. Bạn bảo là sở trường của bạn là nhảy. Ờ mà bạn chọn cái bài đó thì nhảy sao? Thì vẫn không thấy nhảy luôn. Nhảy chậm được mà em vẫn được mà. Chị chờ đợi giây phút nhảy, đợi hoài. Chị bảo em nhảy đi, em hát không được em nhảy đi. Vẫn không nhảy, vẫn cứ hát. Kết thúc lượt 2 của vòng 1, chúng ta đang có số tiền thưởng như sau. Đội Trung Trường 20 triệu. Đội Hà Vinh chưa có gì nhưng chắc chắn họ sẽ vượt lên ở lượt thứ 3. Vì tôi biết lượt 3 của họ là một giọng ca cực kỳ tiềm ẩn và bất ngờ. Trước hết xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong giây phút. Và bây giờ sẽ là lượt thứ 3 trong vòng thi tích lũy. À, và em sẽ được phép chọn trước, đúng không anh? Chỉ còn lại 2 giọng ca, một bây giờ em có đổi không? Thôi. Số 4 và số 3. Chị có muốn đổi không? Không. Chị không muốn đổi sao? Không. Dạ em cũng vậy chị. Và chúng ta sẽ quyết định số 3 đi. Nó là lên chơi. Mình chắc là cũng không có gì thay đổi anh nhỉ. Vậy thì sẽ để dành số 1 cuối cùng. Và bây giờ mình sẽ chọn bạn số 5. Chúng ta cùng đến ngay với phần trình diễn của số 3 đội Hà Vinh. Đó, thấy không?
Ủa, đổi, 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 đổi mất kính rồi. Hình ảnh khác hẳn. Tại vì hồi nãy giờ mấy anh chị không để ý là nguyên một team đa số màu đỏ, nên em lấy cái kính cho nó tông xì tông một xíu. À, tâm lý, một người rất là nhạy cảm tâm lý đây. Em có gu thẩm mỹ đấy. Gu thẩm mỹ về thời trang, gu thẩm mỹ về màu sắc. Bây giờ mọi người đang chờ đợi gu thẩm mỹ của em về âm nhạc. 15 giây dành cho em, bắt đầu. Như tất cả các bạn đã biết thì chương trình của chúng ta chỉ có 15 giây để giới thiệu về bản thân thôi. Nên Long cũng không muốn lòng vòng, tại vì lòng vòng sẽ mất thời gian rất là nhiều để giới thiệu về bản thân. Long tên là Khánh Long. Anh lo nhẹ về em rồi đó. Thế đi lui lui rồi đó. Lui rồi. Từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em thấy hình như chân trời kia mờ trong màn sương. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em thấy hình như chân trời kia mờ trong màn sương. Chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tiếng rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa lay hoay trong nỗi bơ vơ. Hey! Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vui tay mình. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ em Cho chị hỏi một tí là em có học hát không? Dạ không chị. Ồ. Dạ. Em không học hát mà em hát bằng bản năng thôi đó hả? Dạ. Em là xuất thân từ là một sinh viên ngân hàng. Em đã từng tham gia những cuộc thi. Từ những cuộc thi đó cái là em được những người trong cuộc thi đó họ chỉ thêm. Từ từ đó là học hỏi thêm. Em hát rất là tốt luôn á. Nghĩa là rất hay, cảm xúc nè, không chênh nè. Gọi là em hát rất là tự nhiên và rất là tự tin. Dạ, em đã cứu chị. Một lời khen của anh dành cho em đó là có một cái cách hát khác đi so với bản gốc ấy. Nhưng anh Kiều hát đã hay rồi, nhưng em cũng có những cái cách xử lý của riêng mình để tạo ra một điểm nhấn, thì đó cũng chính là tố chất của người nghệ sĩ.
giữ nó, phát huy nó. Dạ em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Và cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho Long ạ. Hãy cùng xem số giây mà em đã trụ lại được ở khu vực vàng là bao nhiêu giây. Xin mời. Một trăm bảy mươi hai giây, xin được chúc mừng. Cảm ơn em. 30 triệu. 30 triệu lên rồi. Ba mươi triệu. Cảm ơn em. Xin mời giọng ca số 5. Trong những dàn ca sĩ mà có chiều cao cỡ như em đó, là em thích ai nhất? Dạ, em thích nhất là ca sĩ Đan Trường. À, đùi to. Đùi to. Không quá cao. Đúng luôn anh. Nào, 15 giây, bắt đầu. Xin chào mọi người, em Phúc Lợi, biển số xe 59S1, em Bình Thạnh. Sau đây em gửi đến quý vị khán giả một giọng hát tông cao, tông nam, trầm ấm. Mời mọi người thưởng thức. Yeah. Tông cao năm trầm ấm. Tông cao thì là trầm ấm. Cố gắng lên nha, bình tĩnh em. Yeah. Đó, thần thái đó. Yeah. Đó, thần thái đó. Chim vô cô thì nó hát lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn bêu. Chiếc khăn bêu theo chị Hồng để gió cuốn bay về đây. Chiếc khăn bêu theo chị Hồng để gió cuốn bay về đây. Hương sẽ đây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn để đây. Thôi đừng tìm lạc trong rừng, chiếc khăn bêu. Bà ơi có phải nói nói xuyên nhau thời tôi chờ để vô gọi lên đi các bạn ơi. Xin cảm ơn chương trình và chào mừng chào đây các bạn, cảm ơn mọi người, một tràng pháo tay nha. Nghe con chim cú cú kìa đó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, lạc trong rừng, tìm trong rừng chiếc khăn bêu. Chiếc khăn bêu theo chị Hồng để cho cô bay về đây. Chiếc khăn bêu theo chị Hồng. Ai da ai da ai da ai da. Yeah. Nghe con hót mệt quá. Con chim của cô kìa nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng hót nhạc rồi mà nó vô. Wow wow yeah yeah. Có con chim của cô, của cô kìa trong rừng nó trong. Xuất sắc. Không sao không sao, bạn đã thể hiện đúng tinh thần của bài hát, rất là phiêu. Chị nghe chị mỗi một câu là ở trong rừng, vào trong rừng, đến trong rừng, đi đã trong phiêu. Rừng không có cái câu, chỉ có trong có rừng thôi, đi càng phiêu nữa. Tiếng em ca vang rừng núi mà không ai dám trả lời em đâu em. Nghe nó dễ sợ ha, mãnh liệt em. Không, nhưng mà chị thấy đáng yêu nhất là cái đoạn cuối đó, em có mệt quá hụt hơi, ngừng lại nhưng mà vẫn còn cái tinh thần đó. Đúng rồi, chị phải nói là đội của em. Nhưng mà cái cảm nhận bạn có nha, bạn đã chiến đấu tới cùng. Hết nhạc rồi là vẫn có nhịp nha. Nhưng quan trọng bà nhất nha là lên được khu vực vàng rồi nha. Thôi thì đấy cũng là sự nỗ lực. Thay vì được nghe hát hay thì chúng ta cũng được một tiết mục đầy giải trí,
vui là chính. Vậy thì 30 triệu thuộc về đội Hà Vinh. Trung Trường có 20 triệu. Trước mắt chúng ta sẽ là vòng thi cuối cùng và quan trọng nhất, vòng thi bảo toàn. Nhưng bây giờ là lúc chúng tôi mời các quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 với tên gọi Bảo Toàn. Bây giờ ai hát trước anh? Theo luật của chương trình thì đội nào có nhiều tiền thưởng hơn sẽ hát trước ở vòng 2. Chúng ta có 20 triệu, đội bạn có 30 triệu cần phải giữ gìn. Thôi thì hôm nay một chương trình rất vui, không còn cái chuyện thắng thua nữa. Mà đơn giản, em rất muốn cả hai đội chúng ta giữ được cái số tiền mình đang có. Chị Thanh Hà, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì xin được mời số 4, tôi ạ. Anh tin em. Chị cũng rất tự tin về em. Giữ cho anh 30 triệu. Yên tâm. Nào hãy cùng xem số tiền có còn giữ nguyên được hay không. Mời chị Thanh ạ. Không có run gì hết. Có chị đây. Có thể nào cho chị tháo giày ra được không? Cô này run thì mình còn bế cô này được chứ. Gia lăng không? Cái hôn. Giữ cho chị 30 triệu nha. 15 giây dành cho em, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đan Trang. Mình rất thích đi coi phim, cũng rất là thích nghe nhạc. Xin mời mọi người cùng lắng nghe phần trình diễn của mình và chị Hà nhá. Dễ thương, thấy không? Tiến rồi. Như vậy là không bị trừ tiền. Người mà chị thấy là có cái phong cách mà đứng mà nhìn giống chị nhất là em mặc cái áo khoác màu đỏ đó. Số 4. Em cũng nhìn thấy có vẻ khỏe khoắn như chị, là giọng này chắc cũng là nội lực lắm đây. Rồi cho khoác đó. Chị xí rồi đấy nha. Giọt nước rơi, anh giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tươi, khóc từng ta mắt ta. Giọt nước rơi, anh giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tươi, khóc từng ta mắt ta. Thu vẫn chưa, giờ biết mi đen. Anh về đi, em vẫn đứng đây, nhìn lá rơi, nghe lòng ta tan tan. Ngày sát qua, tay còn nơi cũ sâu. Anh thu đi, tìm vui nơi khác. Đừng nên thương xót em mà chi. Cuộc tình thứ nhất em đã chốt trao về anh. Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh. Từng chạy theo bao cuộc vui, chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người. Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trong mà nghe buồn xa. Và mỗi khi anh hoàng hôn rơi xuống, từng ngỡ quên phải dần theo tháng năm, nhưng dáng quen lại theo bóng tối trở về đây đêm nhớ thương. Còn sức rơi như tàn cho năm cũ, rồi ấm tim cho lòng tôi ra tan. Thôi nhé anh, tình duyên đã rơi và em xin giữ ấm hương tàn cho. Tình thứ nhất em đã chốt trao về anh. Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà
và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trong. Trao về anh tình yêu đầu tiên, yêu rất đậm đà, xót xa. Người ngỡ quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trong mà nghe buồn xa. Xuất sắc, xuất sắc quá. Em ơi, em làm cho chị hãnh diện quá. Chị biết là đội bên kia bắt đầu đang lo sợ đấy, nhưng mà không sao. Em ơi, hôm nay chị muốn em hát một ca khúc mà em thích nhất. Mà chị cũng xin ca khúc này em có thể tặng cho tất cả mọi người và cho riêng chị được không? Được ạ. Và sau đây em xin dành tặng cho chị Hà cũng như tất cả mọi người ở đây ca khúc được mang tên Em Sợ Quên. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Trong cơn mưa đem tình yêu trở về, tình yêu có anh quay trở về. Mình tay trong tay vui đùa mây say, thoáng phút chốc tan biến. Đường ta đã qua giờ im ắng thôi vắng nhau rồi. Từ khi anh đi phố kia như quên đi, có ai đó nhớ ai ướt mi. Đến bao giờ em biết rằng mình dù trong vòng tay về nơi xa mây, có khi nào anh nhớ một người, người đã đến bên anh như em bước về nơi cuối đường này. Lời nói dối lúc trước anh quên, còn em vẫn mơ có anh tìm về quá khứ trong vòng. Tuyệt vời đó mà. Chị cảm ơn em hát rất là hay, rất là cảm xúc. Và em cũng cứu đội của chị luôn. Với tư cách là một khán giả mà lắng nghe, nếu mà nghe cái phần song ca của bài Tàn Tro ấy, tôi có cảm giác như là bạn số 4, bạn như là học trò của chị Hà ấy. Bởi vì cái quãng cao của bạn ấy, bạn có một cái khều khào ở cái họng của bạn này này. Nó rất là, nó khá là tình cảm và nó khá là cái đặc biệt của chất giọng này. Và chị Hà thì cũng rất mạnh ở cái điều đó. Những cái quãng cao của chị Hà không lẫn đi đâu được bởi cái khào khào đó. Bạn có tập luyện không hay là đơn giản là bản năng của bạn như vậy? Dạ thật ra thì giọng em hồi trước nó không có khèn như vậy. Do có lẽ là
em đi hát nhiều quá. Thì gần đây bác sĩ có nói là nếu em vẫn hát nhiều như vậy nữa thì sẽ bị khèn tiếp. Em rất thích cái khét này, cái khèn này, nhưng mà thật sự là em sợ theo thời gian nó sẽ càng lúc càng khàn hơn và sẽ bị bẹt giọng. Không, em không có nên buồn, không khóc, chị nghĩ như vậy nè. Em muốn mà giữ cái giọng em như vậy tốt hơn và để em được hát lâu hơn thì chị nghĩ là cái cách hay nhất là em nên tìm một người thầy dạy cho em cách luyện thanh. Có thể nhiều khi là trong khoảng thời gian vừa rồi em đi hát nhiều mà em có thể em đã hoang phí nó, em không biết cách giữ gìn. Nếu em luyện thanh mỗi ngày, chị tin chắc là em sẽ giữ được như vậy. Bởi vì chị nghe là cái hàn này nó hay, và có thể cái ca khúc vừa rồi, cái tằm cho nó đúng cái key của em, đúng cái tông của em, cho nên nó làm ra cái độ khàn rất là đẹp. Không có nên buồn. Lời khuyên của anh dành cho em cũng giống như Hà thôi, nhưng mà tìm thêm một người thầy nữa, một người thầy dạy thanh nhạc và một người thầy thuốc thật giỏi. Anh nghĩ rằng mọi thứ đều có thể, chúng ta phải bền chí trước đã và có niềm tin trước đã. Đừng buồn nhé. Một tràng pháo tay cho cô gái của chúng ta sẽ còn hai lần nữa. Em cho anh hỏi một câu, anh vẫn chưa biết tên em, em bao nhiêu tuổi và như thế nào, có thể cho anh thêm thông tin không? Không nói tuổi, em chỉ nói tên không, thôi. Anh tên là bé, em rất là trẻ. Dạ, thôi thì chị cho em nói nhá. Nói luôn à? Em tên là Dan Trang, em năm nay 18 tuổi ạ. Wow. Dan Trang. Dan Trang. Thật sự là cái tên của em thì có liên quan tới gia đình em ngày xưa hâm mộ anh Dan Trường á. Hy vọng em lớn lên cũng là một ca sĩ nên đặt tên cho em là Dan Trang, mà không phải là Đoan Trang hay Thùy Trang như những người khác. À, Dan Trang. Hay quá. Tất nhiên chị thì khỏi nói rồi ha, nhưng mà em hát em chạm vô anh. À, và anh có cái cảm xúc. Thank you em. Ủa, Trang ơi, cho anh hỏi là em cũng có mẹ đi hát á, phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Đúng không? À, tại vì anh cũng đã từng xem mẹ em hát, rồi cũng đã từng xem qua những cuộc thi em đi thi, và anh cũng đã rất ấn tượng em với một cái giọng hát đầy nội lực. Với tuổi 18 không có vấn đề gì cả, em đừng có lo. Em cảm ơn anh nhiều. Hãy xem số tiền còn lại. Vậy phải tăng lên chút xíu như thầy vậy đi. Tăng hả? Tăng lên đi. Đúng rồi. Tiền thưởng sẽ tăng lên với việc kinh phí do Trường Thế Vinh tự bỏ ra. Ok. Dài quá. Cảm ơn. Bây giờ sẽ là một phần trình diễn mà anh Đan Trường sẽ cùng với giọng ca số 1 của đội Trường Trung. Cố lên anh, giữ nguyên 20 triệu nhá. Xin mời số 1. Anh có một niềm tin chắc chắn, rất chắc chắn là em sẽ hát hay. Bây giờ anh có tin hay không thì chỉ còn một mình em thôi. Còn anh Trường chọn em là người đầu tiên. Đã đặt niềm tin vào em. Dạ, nếu đặt rồi thì để đó luôn đi anh. Đặt rồi để đó luôn đi anh. Hãy đến với phần trình diễn của Đan Trường và Super. Yeah, yeah. 15 giây dành cho số 1 giới thiệu về mình. Bắt đầu. Mình tên là Huy Hoàng, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ mình cũng không biết giới thiệu gì nhiều cả. Và mình sẽ cố gắng song ca với anh Trường một bài hát thật hay dành cho mọi người ạ.
Em vô, mới vô bước ra là thấy bạn số 1 là ngon liền với bột vô. Mặt rất tươi, đó. Nhưng mà hát được hay không thì chưa chắc. Chấm được một bạn, đó là bạn số 1. Số 1, số 1 nha. Dạ. Số 1. Đêm từng đêm khi màn sương, đêm từng đêm khi màn sương, đêm sương chìm thành than đang yêu nào đời. Anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, lúc dối hơn em lặng yên không nói. Hát với đời ngày tiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn, những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha. Lòng anh chót yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xóa nhòa ngày say, đành cầm nhìn em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, thả bằng từng nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một vài em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua bao nhiêu ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu mới. Phải không em? Trên thanh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, lúc dối hơn em lặng im không nói. Hát với đời hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn, những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha. Lòng anh chót yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hòa bằng từng nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lo ngỡ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một ngày em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi. Phải không em? Thank you.
xưa đã cho anh hy vọng. Một mẹ em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ đôi những lời đầu môi, phải không em? Cảm ơn bạn Hoàng rất là nhiều. Xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh Trường. Thực ra anh Trường là một giọng ca mà Hoàng thần tượng từ hồi còn nhỏ xíu. Thậm chí còn để hai má giống anh Trường. Vậy năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 24 ạ. 24? Wow. Và hiện em đang là diễn viên nhạc kịch và ca sĩ tự do ạ. Wow. Một phần trình diễn xuất sắc. Liệu số tiền 20 triệu của đội chúng tôi có còn giữ nguyên hay không? Xin mời. Như vậy là kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta có kết quả cuối cùng. Số tiền mà đội chị Thanh Hà và Trường Thị Vinh có được là 30 triệu, vô cùng xứng đáng. Và đội của Trung Trường, chúng tôi đã thi đấu ngày hôm nay rất là fair play, rất là cảm xúc. Và hơn hết đó là cống hiến cho khán giả xem chương trình. Chúng tôi có được số tiền là 20 triệu. Những giây cuối cùng của chương trình, tôi rất là muốn nghe cảm xúc của một người nghệ sĩ, một danh ca, một người đã cống hiến cho nghệ thuật rất nhiều năm. Các bạn ở đây là các em trẻ mà hát rất là hay. Và đặc biệt nhất là hôm nay chương trình này. Và mỗi lần tham gia như vậy thì Đăng Trường cảm thấy rằng là học được có nhiều điều mới mẻ. Mình cảm nhận được nhiều thứ đang thay đổi xung quanh mình mà mình không nhận ra. Có lẽ mình quá bận cho công việc. Và thứ hai nữa là gặp được mọi người ở đây. Vâng, em nói gì đi. Cảm xúc em lẫn lộn, mọi người cũng thấy chứng kiến rồi. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Cho em được thứ nhất là được đứng đây với chị đó, được phe chị. Thứ hai là em cũng là fan của anh Trường mà. Em lại muốn hát chung với ảnh nữa kìa. Em muốn đứng nó hát luôn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu mến chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng ngày hôm nay các quý vị đã có những tiếng cười, đã có niềm vui, đã có cả những ký ức âm nhạc của mình trong quá khứ. Và hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ quay trở lại vào lúc 21 giờ tối thứ 6 tuần sau trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Đôi khi đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau. Mọi phụ nữ đem lại hạnh phúc cho nhau. Em ơi, em là sự lựa chọn của nhà của anh đấy. Dằn mặt đời bạn liền. Đó. Em ơi, ráng dằn giùm anh nha. Vì em anh như người điên mất chi. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ gì. Em hát hay hát không hay, anh chị vẫn rất được nghe. Nhưng